Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là tin tức Hoài Linh lên tiếng bác bỏ tin đồn đang bị bệnh nặng. Mới đây, danh hài Hoài Linh đã lên tiếng bác bỏ tin đồn bị bệnh nặng. Hoài Linh cũng đã cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm đến mình. Để có đủ kinh phí xây dựng nhà thờ tổ nghiệp, Hoài Linh phải tất bật chạy show. Dù có bệnh trong người nhưng Hoài Linh vẫn chăm chỉ làm việc để tâm huyết cả đời của mình được hoàn thành. Nhiều người lo lắng khi nhìn thấy Hoài Linh ngày càng phờ phạc, gầy yếu. Tuy nhiên, trước thông tin thất thiệt của một nhà báo ngầm ý nói danh hài đang bệnh nặng, Hoài Linh đã lên tiếng phủ nhận. Trong chia sẻ của mình, Hoài Linh viết: "Cả nhà ơi, em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm lo lắng cho em. Em cũng xin thông báo là em vẫn bình thường. Người viết bài báo tào lao đó mới bị bệnh. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon." Kèm theo đó, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã đăng tải hình ảnh tươi rói, khỏe mạnh của mình ở thời điểm hiện tại. Vào cuối tháng 2 vừa qua, nhà thờ tổ do nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh xây ở phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh bị tạm dừng thi công vì không có giấy phép. Tuy nhiên, Hoài Linh đã làm đơn để xin cơ quan chức năng để được tiếp tục xây dựng công trình này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!